À chú nước có chị ăn hả? Dạ. Chạy ra kia, chạy ra đây nhờ chú kia đút ăn. Không, chị múc chưa? Từ múc ăn được. Ủa em ăn cơm chưa? Chưa nữa chị, sáng chạy xuống đây. Thôi tí này em ghé đeo em ăn đây được. Sáng giờ chị bán được nhiều chưa? Bữa nay Tết, người ta đi nhiều quá, bán được có 30 tờ. Giờ đó đói mà chạy về đây. Ăn xong chút ra lại bán lại hả? Chút chị ra đó, chị bán lại. Dạ. Tưởng Tết, nghỉ Tết chứ, nay chẳng làm thấy. Chị nói thiệt với em, chị từ giờ chị không biết tới là gì, ngày nào với ngày nào à. Dạ. Chị nói vậy luôn á. Chị không biết tới là gì nữa. Cuộc đời của chị biết chừng nào mà cho sung sướng thì chị biết cái Tết. Còn giờ nó khổ quá, chị lăn tăn cả đêm cả ngày. Vậy nếu mà trả hết nợ rồi thì khỏe thôi, thì thoải mái. Khỏe cũng thoải mái đúng chút. Chị trả hết nợ thì chị cũng bớt cái tiền lãi lại cũng được. Ừ. Thì coi như ngày kiếm được mấy trăm là đủ ăn. Kiếm 200-300 là tiền phòng, tiền này, tiền nọ. Rồi gửi về cho con nó ăn nó đi học. Vậy bữa nãy giờ mọi người cho thì chị còn nợ bao nhiêu, tổng cộng bao nhiêu? Tỷ nhiêu đó đó, tiền hôm bữa em cho thì chị trẻ đó, giờ còn mười mấy triệu nữa thôi. Còn bao nhiêu? Chị còn... Bữa hôm là cho 24 với em này đưa... 29 thôi. 29. Được 29 với con, là gần 30, còn nợ có 10 triệu ha. Mọi người cho cái giúp đỡ chị cái trả hết nợ là chị khỏe ha. Hôm giờ họ gọi điện thoại, họ hỏi thăm con bạn. Họ hỏi chứ. Hỏi thăm mà họ nhé mấy cơ mà chị không có biết. Coi lại hả? Chị lúa chỗ đó chị không biết. Chị nhé mấy luôn. Nhé mấy không. Trời ơi, một đêm muốn phải mười mấy cuộc ghê mà nhé mấy. Chắc là ghẹo chị Thuận đó. Chắc ghẹo chị hay sao? Thương chị á. Bắt máy được. Gọi thẳng thì chị biết được. Chị gì? Lấy cái nón vậy ăn. Được không? Không ai đợi luôn. Thôi để chị đợi vậy luôn ạ. Lấy lên cái này, ngay đợi lên. Đi, chạy đi mua cho hai đứa. Thôi khỏi rồi, tí này em đi ăn rồi, chị yên tâm. Dạ. Tưởng vô nhà chị Thuận gì thật nấu cơm mà ăn thế. Bữa nay ta đi về đâu bắt hết hết mình. Không có ấy được. Dạ. Em nước đi em. Dạ, chị đi đó đi. Thôi đi đeo quán em mua không? Mua tô cháo, mua mấy chú chủ quán này chú xúc ra giùm. Dạ. Món thức ăn đây. Tối chị bán ở đâu hay là? Chị bán dưới đường 4, đường 5 đây nè. Vòng vòng đây thôi, chứ không dám đi xa sợ chị em mang. Chị em mang sợ bỏ cô không ai nuôi. Hồi nãy ra ngoài chỗ Lạc Cường cũng thấy chị, tưởng là chị về ăn cơm, chạy về nhưng mà... Chị không, giờ chị ghé ngay quán này, chị mua hộp đây rồi, chị nhờ có cái bàn này nè. Dạ. Chị ăn. Dạ. Dạ, chị hôm nay tụi em xuống thì cũng có một số anh chị gửi biếu chị ít tiền để chị trả nợ đó. Thì bữa hôm được biết là chị còn số nợ khoảng tầm 10 triệu á. Thì hôm nay em là bên chỗ Canh Khám Phá Vùng Quê thì có... của cái cô Thanh ở bên Mỹ á. Cô Thanh bên Mỹ có gửi cho chị là 100 đô. Dạ. Thì tiền đô thì nó có ngày cao ngày thấp thì tùy theo thời giá chị. Đúng có rồi. Cái lúc em đổi được mấy hôm trước em đổi được 2.320.000. Dạ. Thì hôm nay em gửi lại cho chị. Hai triệu ba trăm hai mươi ngàn đâu tờ rồi, đâu thiếu đâu tờ rồi. Đó. Em chưa? Dính rồi đó, dính rồi. Dính rồi, em coi cho đủ cho chị, không có gì hết á. Rồi 2.320.000 em gửi chị nha. Chị cảm ơn hai đứa em. Dạ. Cảm ơn cô Thanh ở bên Mỹ gửi về cho em chị là 100 đô. Cả hai đứa em ở dưới Sài Gòn thì em lên cho em chị là 2.330.000. Có gì em cảm ơn cô Thanh ở bên Mỹ. Có gì chị chào hai đứa em. Dạ, rồi em cảm ơn chị. Tối chị có đi coi pháo hoa gì không? Không dám gì đâu á. Được không, em cất giùm phụ cho. Được. Em giữ với cho. Bỏ vào đây hả chị? Chị cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị em nha. Dạ. Tết tụi em có đi về quê tới không? Dạ không. Anh tới với chị Thuận đi. Các em này về quê chị. Sao em không về? Em về. Em không về. Em xa lắm, về lần tốn kém lắm, em để dành.
vài năm mới về lần. Dạ. Tết lên chị ăn Tết với chị hàng năm đi. Chẳng thầy không biết thì giờ biết rồi thì coi như chị em mình Tết ở trong đây ăn Tết với chị hàng năm đi. Dạ thì để em coi thử, tại vì đôi khi Tết em cũng phải đi còn bên ngoài bên đồ nữa chị. Ủa, dạ. Em mới vô hả? Dạ. Có được mấy cháu rồi? Dạ chưa chị. Dạ. Cảm ơn. Chị Thuận ăn cho xong. Nó đi đem ngoài đó ăn mà ngoài đó không có cô cho chị múc nè. À, chị chạy vô trong quán biết là có cái bàn chị cơ chị giúp ra. Dạ. Chứ đi ra đường không có đồ múc. Sáng có ăn sáng không chị? Sáng chị ăn ở bên mì. Mì có người ta đốt chứ. Hãy chạy vô phòng chị thấy sắp giờ chú đang nấu cơm mà. Có nấu cua đâu, tại hồi hôm á cái giỏng nó vô quá rồi chị ngủ chú nó lại giặt giùm chị điện thoại thôi chứ chị chưa có gì nha. Cái cô đi chưa có gì à? Muốn quê giặt giùm chị. Tôi chị đi sáng nhà chị chưa về nhà mà. Phòng đó thì ba người ở lâu chưa chị? Được 2 năm rồi. 2 năm. Chứ họ chị ở trên Tân Phong á. Dạ. Xong rồi chị bán cái số chị móc hoài à. Rồi chị mới xuống đây tháng giêng đây nữa là được 2 năm cái phòng đó. Được 2 năm rồi. Nhưng mà chị bây giờ chị không tay không chân thì chị cũng nhờ chỗ họ nhặt đồ mẹ cho chị tắm rửa rồi cho chị. Chứ giờ thiệt ra chị đâu có tay có chân mà chị đi làm đâu. Cũng nhờ mấy chú rồi mấy cô rồi mấy em rồi á thì nó giúp giùm cho chị thôi chứ thiệt ra chị không có làm gì được á. Chị có biết cái nhà chị nấu cũng gì được. Hồi sáng chị đầu cổ rồi á thì cái cô đó cổ chải rồi giùm cho chị chứ chị đâu có ấy được đâu. Nấu cơm được á chị. Chị nấu cơm được thì chị xúc gạo chị bỏ vô. Rồi chị lấy tay chị quay vô. Có khi nào bị đổ ra hết không? Có khi chị do chị đổ hết trong nhà tắm luôn. Xong rồi cái cô đó cô gì vậy cô hút vô. Cũng nhờ có cái xúc được chứ cớ mà không xúc được rồi thôi chứ cũng không có sống ba ngày hôm nay. Nói có họ thì có người muộn người ta đút vòng còn họ không có người cũng miễn đối luôn này cũng được cũng có cái tay áo như gì đút vô như vậy là chị múc ăn được. Rồi chị bây giờ chị nói thiệt với hai đứa em chứ giờ chị cũng lặn lội chị nuôi nhóc cho nó lớn rồi chị đi về quê cũng được. Nói thiệt ra chị ở trong này cũng không có bà con giọng họ gì hết thì cũng nhờ anh chị cô chú bác rồi dùm giúp đỡ cho chị thôi chứ thiệt ra chị quê ở ngoài đó vô trong này đâu có ai đâu. Chị cũng thì ông trậu cũng thương cũng gặp người kia cũng người nọ còn có người muộn người ta đâu có làm dùm đâu. Bữa khát nước chất bà luôn mà muộn có người muộn múc dùm cho em nước họ không múc còn có người thì người ta cũng múc đó, chị nói thì em vậy á. Chứ hỏi chứ chị không tay không chân mà chị vô trong đây chị lặn lội kể 13 năm nay à. Điều chị làm mà chúng lấy hết chị khổ chứ chị ra mà chúng nó đừng có lừa của chị thì chị cũng làm chị cũng có ăn thiệt. Điều chúng nó lấy hết rồi xong rồi nhà của sùng này nọ chứ thiệt ra chị đi làm suốt đêm suốt ngày chứ chị đi tận hồi sáng mờ sáng mà miết thú 10 giờ đêm chị mới về. Thiệt ra chị ở phòng chứ chị ngủ chừng 5 tiếng thôi chứ mấy đâu. Chị cũng cỡ con út đỡ con có tụi em thì chị cũng mừng cho thiệt ra. Chị nói thiệt với em thì ông trậu cũng thương thiệt. Hỏi không có tụi em chứ chị trẻ biết cái tiền lãi suốt cuộc đời thì chị ông trậu nhìn xuống thì cũng đâu cũng hai đứa em gặp chị cũng đỡ cho cớ mà không có tụi em thôi chứ chị trẻ thằng lầu biết chị hôm tháng giêng thú bây giờ mà chị trẻ 38 thì mà thì bây giờ mà trả hết nợ rồi, yên tâm ha. Dạ chị mừng ha. Mừng đúng mừng luôn. Là em
giờ còn khoảng mười mấy triệu nữa. Thì còn mua 1 triệu nữa. À, bữa 29 triệu chị trẻ hết rồi. Dạ. Thì còn lại 11 triệu nữa trẻ. Đâu có cho lại cái đồng lãi nào đâu. Đợi mấy cái tiền lại để mà còn mình làm bán bao nhiêu được ăn để dành. Chị đúng chị mừng em chị đúng chịu á. Chị Thuận thì cũng có nhiều anh chị ở bên Mỹ sau khi mà xem clip về hoàn cảnh của chị á thì cũng có các cô bên Mỹ gửi cho chị Nguyễn Thị Văn á bên Mỹ thì gửi cho chị là 200 đô. Với lại một cái cô con không nói tên tại vì cô kêu cô gửi cho 200 nhưng mà tiền chưa có về. Thì em trích cái số tiền của em ra gửi trước luôn. Thì cũng là 200 đô là 400 đô. Thì 400 đô mỗi 100 đô thì được 2 triệu 3. 400 thì được 9 triệu 200. Thì bây giờ em sẽ trao cho chị. Dạ. Thôi chị cảm ơn cô đó, cô tên gì nói chứ chị cô Vân. Dạ, còn một cô nữa thì chưa có nói tên. Cô chưa có cô kêu hôm nay cô gửi tiền mà thì tiền chưa có về đó. Thì sẵn dịp xuống thì lên xuống nó đường nó hơi xa. Thì sẵn dịp lên xuống đây thì em gửi luôn cho chị. Thôi có gì chị cảm ơn. Dạ. Trước thì chị biết tên của cô Vân, có gì chị cảm ơn cô Vân ở bên đó. Dạ, với lại một cô chưa có nói tên. Thì gửi gì cho cô như là 200 đô, có gì cô cảm ơn. Còn cô cảm ơn cô chưa có nói tên mà cô nói là gửi gì cho 200 đô mà chưa có gửi. Có thằng em nó lên cô quá thì nó ứng ra như là 200 đô, nó treo cho con. Thì có gì cô cảm ơn cô. Dạ. Thì đây là cái số tiền là 9 triệu 200. Cái gì? Dạ. Thì bây giờ chị Thuận đã đếm rồi. Thôi đếm cái gì bỏ đồ đúng không chị? Dạ bỏ túi áo. À bỏ túi áo. Cái gì chị cảm ơn. 9 triệu 200 á chị nha. Kéo tia lại chị. Cái gì chị cảm ơn. Hai đứa đem. Dạ chị vậy là hai đứa hôm nay đem xuống cho chị là tổng cộng là hơn 11 triệu. Là cái đúng hơn cái số tiền mà chị còn nợ còn lại thì chị trả hết cho nó hết. Cái gì chị cảm ơn. Dạ. Cái ai giúp chị thì chị có số đó mà chị về qua chị cho với cháu năm nay cũng được. Chị không có tiền chị đi về qua đâu. Rồi có cái gì chị ở đây chị cày cái gì để quay phim chị về. Dạ. Chứ giờ về chị cũng không có tiền thiệt sự mà chị nói đã cho chị ủng hộ chị được nhiêu đó thì chị trả cho họ hết rồi chị không còn đồng nào hết á. Cái gì thôi chị mừng quá đúng là mừng chị cũng đau thiệt á. Ông cờ rước xuống gặp hai đứa em ủng hộ dùng làm dùng cho chị có số giống chị trả lời cho chị nói thiệt với em á. Chị nghĩ biết đầu nào mà chị có được 40 triệu chị trả lời cho người ta thì chị nói là có làm ngày nào trẻ thằng lái nha ngày lấy hết chừng nào tới đó hay có thiệt về chị nghĩ không có được 40 triệu chị trả lời cho họ đâu. Chị nói thiệt chứ luôn. Chị nằm đêm chị nghĩ vậy. Chị nói chắc bây giờ chắc chị bỏ số chị đi cho hỏi chứ. Trẻ nợ mà là 38 triệu rồi mà đâu có số tiền nào mà ấy mà xin là lãi lại mà không cho. Nợ trẻ vốn thôi mà không cho thì chị cứ cò bè nó làm được ngày nào hay ngày nào rồi. Dạ. Thì thôi hai đứa em thì cũng có duyên gặp chị thì cũng được nhờ các anh chị ở nước ngoài thì thương tình thì ủng hộ giúp chị trả hết số nợ thì tụi em cũng rất là vui. Thì chúc chị sức khỏe, năm mới dồi dào sức khỏe và tiếp tục cái công việc bán vé số để nuôi con. Rồi ai cũng mừng là chị mặc dù là thiếu hai cái tay hai cái chân nhưng mà nghị lực chị đúng rồi. Dạ. Thì bảo vệ chị đi bán vé số, bảo vệ con người thì cũng thương chị lắm, còn con người thì ấy chị lắm, con người thì người ta coi đối xử như chị là cũng như là thấy chị như vậy, chị mới vô quán thì chị mời người ta thì có người thì họ đút cho chị ăn, còn có người thì người ta đuổi chị đi chỗ khác. Là chị nói thiệt với em á, con người con chị cũng buồn lắm. Là điều theo số phận của mình như vậy thì mình cứ làm thì ai thì được ai. Nói với 10 người cũng có người này người nọ chứ đâu phải là người nào như người nào đâu. Chị nói thiệt với em vậy luôn á. Còn có người không? Cô chị nói rồi chị rồi này nọ rồi vơ mà cờ chị cũng không có nghĩ gì. Chị nói thiệt với em
gì luôn. Có người vô ông chầu họ cho chị ăn đút rồi chị thấy ấy lắm, cũng có người chị máu có vô dơ tờ giấy số là phát tay như gì là đuổi chị đi. Dạ rồi. Mệt quá hả chị? Nó mà giờ hôm nay vậy là được rồi, hôm nay là vui rồi. Ôi hồi nãy đi vô trong phòng rồi đúng không? Dạ. Vô trong phòng có cái chú đó, ông ở nhà đúng không? Dạ đúng rồi. Ông nói là em đừng có quay lên ổng. Ông nói là đừng có cho ông vô trong đó. Biết sao tại ổng tối khổ ở dưới Sài Gòn là ổng lên trên này. Lên trên này ổng ở dưới mẹ kia. Đừng có lên hình đó hả? Đừng có lên hình. Đâu có quay đâu, hồi này đâu có quay ông đâu. Sao ông điện thoại, ông nói chạy, ông nói hồi này nó vô nhà nó quay tôi. Tôi định tôi xuống tôi nói nó. Không có quay. Không có quay. Đó gọi điện thoại hồi nói với hai chú. Em đi ngang ghé chị cái thì thôi, coi chị bán hết chưa mà. Vậy thôi, bây giờ chị về á. Dạ, chị lên xe em về. Em kéo xe cho. Hôm nay vậy là vui vẻ rồi chị ha. Chị cảm ơn nhiều. Hôm nay là vui lắm luôn á, còn không vui lắm luôn á. Hôm nay chị trả tiền chưa, gọi người ta đến lấy nha. Rồi, dạ. Ở đây hồi nãy chị mới đem trả rồi. Dạ, vậy mừng quá, khỏe quá. Vậy cho chị cầm tiền tụi em buồn lo. Chưa nữa. Giờ trong cho kiếm số nó giật được mà không nhận được. Trời, chị nói với tụi em nghe cái hậu xém này. Nó lừa chị gần 300 ngàn. Nó chị thấy tụi số luôn à. Nó ký số rẻ mà nó lại nó lừa chị vô 400 ngàn. Có hậu xém đây. Nó đem vé số giả tới đổi á hả? Nó không có ngày. Mẹ nó đem lại nó đổi cho chị. Chị không biết cái gì đưa nó 400 ngàn. Xé rồi mất 400 ngàn. Trời ơi. Bởi vậy chị nói thiệt với em chứ chị làm nè cũng gì đổ nợ cũng gì mấy cái thằng đó nó lại nó lừa đẻ quá đẻ xé đầu năm đầu lên nó lừa đẻ 400 ngàn. Rồi chị về đi. Đi về phòng chị chơi chút kia chiều rồi. Chiều hả? Bảo không chị đi làm nữa. Chị đi làm nữa hả? Rồi chúc người em năm mới nha. Dạ. Rồi về cho được. Dạ, rồi em chào chị nha. Dạ, chào em nha. Dạ. Thôi chị Thuận đi về.